Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang đến với chương trình của Shoptool. Bài tiếp theo Shoptool sẽ giới thiệu với anh chị và các bạn một cái máy khoan bê tông dùng pin hàng nội địa Nhật, thương hiệu National. Đây National. Đây là cái máy khoan dùng pin 24V National. Mã model là EZ6813. Cái dòng này nó khác với cái máy vừa rồi sắp phương bán, đó là gì? Đó là nó có thêm cái phần chỉnh tốc độ. Đây là máy khoan bê tông hai chế độ. Một là chế độ khoan có búa nè. Thứ hai chế độ khoan thường nè. Thứ ba là có phần chỉnh tốc. Đây là chỉnh tốc nhanh. Và đây là chỉnh tốc thường. Tốc chậm. Thì nguyên bộ này gồm có một máy, một pin 24V 3A và một cái giấy sạc 110V. Bộ này sắp tôi đang bán với giá là 2.500.000. Giá nó cao hơn so với cái bộ trước, bởi vì đây là cái dòng máy đời sau và nó có nhiều chức năng hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái sản phẩm. Chúng ta bật chế độ khoan nhanh nha. Rồi. Không cần dùng lực. Quá ngọt. Khi thao tác thì em không có dùng lực để mình nhấn xuống, cứ để máy khoan nó tự ăn thôi, để test cái đầu búa của nó gõ rất là mạnh. Quá là ngọt. Với cái buổi khoan bê tông 10 ly mà nó khoan vậy là tuyệt vời. Và xin nhắc lại với anh chị và các bạn, đây là cái máy khoan dùng pin 24V 3A, thương hiệu là National, hàng của Nhật. Và con này Shoptool đang bán với giá là 2.500.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị và các bạn có nhu cầu thì xin vui lòng gọi điện thoại số 0129 3978 258 hoặc đến địa chỉ 129-1-6 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận để cùng nhau trải nghiệm sản phẩm và mua về. Cảm ơn chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.